chào tất cả mọi người nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình là Ngân Hà ở Quảng Ninh, lên nha khoa phố Sủi, Hà Nội để làm răng. Thì mình có liềng máng, mà đây là gọi là máng trong rất là tự nhiên, nên là mình đang liềng đây. Hôm nay là được 8 tháng, thì răng vào khớp rất là nhiều. Với là cái răng của mình là bị răng thưa hàm dưới, thì bây giờ đã đẩy lợi lên rồi. Khi mà cái răng thưa nó sẽ tụt lợi, và bây giờ cái răng nó khít lại thì cái lợi nó sẽ đẩy lên, mà nó đẩy lên rất là khít rồi. Liệu trình như bác sĩ nói là khoảng 2 năm thì mình rất là chăm đeo, vì là sợ 2 năm lâu quá nên là mình chăm đeo để tranh nhanh được tháo ra. Nên là nếu các bạn có ý định muốn làm thì các bạn phải làm sớm và kiên trì một ngày 22 tiếng để lắp liềng. Đó. Thì bây giờ mình dạy các bạn này cách tháo ra tháo vào rất là dễ này. Mình chỉ cần móng tay thôi, mình bẩy ra này. Đây là mình đã tháo được ra này. Hàm dưới cũng vậy này. Rất là dễ tháo ra tháo vào. Nên là các bạn ăn uống hay đi đâu mình cũng rất là dễ, mà nó lại thẩm mỹ. Mình đi đâu mình vẫn có thể check in chụp ảnh được. Nên là rất là đẹp. Đây, hôm nay răng mình liềng vào rồi. Được 8 tháng nên rất là gọn này. Vào khớp mình là bị khớp cắn ngược, bị móm. Nên là 8 tháng nhưng mà chắc là phải vào được 80% khớp móm rồi đấy. Đây, bây giờ lại nắp cho mọi người xem nhé. Rất là dễ này. Khi mình nắp xong cái mình chỉ cần ngậm miệng chặt lại, ngậm cái răng hàm chặt lại cái là được, là tự vào khớp. Nó trong vắt nhá, không nhìn thấy gì nhá. Mình từ thành phố Hạ Long, Quảng Ninh lên Hà Nội để làm. Nhưng mà mình không có phải đi lại nhiều. Có nghĩa là khi mình lên thăm khám xong này, một lần này và lên lấy dấu răng một lần này và nắp vào, thì từ ngày đó đến nay là được, mình mới lên đây lần này là lần thứ 3, thăm khám một lần và lên đeo máng một lần, và hôm nay mình lên đây là lần thứ 3, nên là khi mình làm cái máng này thì mình không phải đi lại nhiều. Nếu như các bạn mà làm liềng răng cổ điển ngày xưa thì các bạn mỗi tháng phải đến một lần, nhưng mà bây giờ là mình là hàng tháng 2-3 tháng thì ở phòng khám gửi máng về cho mình tự đeo, mình không phải lên nhiều nên là rất là nhàn so với cái liềng máng cũ, liềng cũ đấy. Và qua đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả các nhân viên ở phòng khám là phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo và tận tâm, và làm rất là có tâm. Mà khi các bạn biết là làm nghề cái này nó là một cái thẩm mỹ mà có tâm thì các bạn biết rồi đấy, nên là ai cũng thích như vậy. Nên là các bạn có nhu cầu thì mình cũng khuyên các bạn là nếu như muốn liềng răng thì hãy liềng răng máng nhựa trong suốt này, này là công nghệ mới, mà liềng cái này là người đối diện không có biết, và rất là nhẹ nhàng, cười nói thoải mái, check in thoải mái luôn, không ai phát hiện ra.